Xin kính chào quý vị, kính chào bà con nông dân. Mời quý vị và bà con nông dân theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay, thứ Sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2016. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, không khí lạnh từ Nam Trung Quốc di chuyển xuống phía Nam, sau đó tăng cường xuống các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, còn ở phía Nam đêm về sáng miền Đông hơi lạnh và miền Tây ấm áp. Thời tiết Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 34 độ C, thấp nhất là 23 độ C. Thưa bà con nông dân, hiện nay sâu đục trái là đối tượng gây hại nghiêm trọng trên nhiều loại cây trồng, trong đó có chôm chôm. Sự gây hại của sâu đục trái làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm, đặc biệt trên cây chôm chôm, sâu có thể gây hại từ khi trái còn non cho đến khi trái chín. Nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch như hiện nay tạo điều kiện cho sâu gia tăng diện tích gây hại. Phóng viên thời tiết nông vụ sẽ cung cấp thêm thông tin về sự gây hại của sâu đục trái tại vùng chuyên canh chôm chôm tại huyện Long Hồ. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, hiện nay tại Vĩnh Long thì huyện Long Hồ là nơi có diện tích trồng chôm chôm nhiều nhất với trên 1.000 hecta. Qua khảo sát thực tế của chúng tôi tại vườn trồng chôm chôm của bà con địa phương xã Bình Hòa Phước thì hiện nay sâu đục trái cũng xuất hiện gây hại, tuy nhiên diện tích gây hại chưa nhiều. Trái bị hại thì thường khô và rụng sớm và đặc biệt là bị biến dạng như thế này. Ngoài việc gây hại làm giảm năng suất vườn thì những vết đục của sâu đục trái còn tạo điều kiện cho nhiều loại vi khuẩn cũng như là nấm xâm hại làm gây thối trái, bà con nên chủ động phòng trị. Tuy diện tích chôm chôm bị sâu đục trái gây hại chưa nhiều, nhưng những điều kiện thời tiết hiện nay rất thuận lợi cho sâu phát triển, gia tăng mật số. Vì vậy, bà con nông dân cần hết sức quan tâm. Để quản lý và phòng trừ, ngành chuyên môn khuyến cáo bà con áp dụng các biện pháp sau. Thu gom và tiêu hủy những trái bị sâu hại để diệt sâu bên trong và hạn chế sâu di chuyển sang phá trái khác. Tạo điều kiện thuận lợi cho thiên địch của sâu đục trái trong vườn phát triển như ong mắt đỏ, kiến. Dùng bẫy đèn hoặc chất dẫn dụ để bắt sâu đục trái trưởng thành. Thu hoạch trái sớm khi trái chín, tránh giữ trái chín quá lâu trên cây. Điều khiển cây ra hoa đồng loạt để dễ quản lý và phòng trừ sâu bệnh. Bà con lưu ý, khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu đục trái, bà con áp dụng nguyên tắc 4 đúng khi phun, đảm bảo thời gian cách ly nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Sau khi thu hoạch, bà con tiến hành tỉa cành, tạo tán để vườn luôn thông thoáng, kết hợp với bón phân cho cây. Xin nhắc lại, một trong những giải pháp rất hiệu quả phòng ngừa sâu đục trái chôm chôm là tạo điều kiện thuận lợi cho thiên địch của sâu này phát triển như ong mắt đỏ, kiến. Chúc bà con nông dân áp dụng thành công. Bản tin thời tiết nông vụ hôm nay xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và bà con nông dân trong bản tin tiếp theo.